nhận một cú sút miễn phí khi chiếm giữ một thế giới xa lạ. Avon Colony sẽ miễn phí trên Epic Game Store khi nó thay thế DARQ Complete Edition. Đó là một mô phỏng thuộc địa xây dựng thành phố, nơi người chơi sẽ phải xây dựng một ngôi nhà mới cho nhân loại trên Avon Prime. Hành tinh xa lạ này chứa đầy sa mạc, lãnh nguyên và đất ngập nước. Người chơi sẽ bắt đầu trò chơi với các thuộc địa nhỏ sẽ phát triển thành các thành phố rộng lớn. Tuy nhiên, có rất nhiều thử thách cần vượt qua để giữ cho khu định cư của bạn luôn bùng nổ. Các trang cửa hàng của trò chơi cung cấp thêm chi tiết vì nó nói rằng bạn có thể xây dựng một ngôi nhà mới cho nhân loại trên thế giới với một bầu không khí oxy thấp, bão điện cực đoan, bão mảnh, quỷ bụi, núi lửa phun khí độc chết người từ lỗ thông hơi địa nhiệt và ngày để lâu họ có mùa của riêng họ. Khám phá nhiều loại quần xã sinh vật, từ môi trường đất ngập nước tươi tốt đến sa mạc và bắc cực ít sinh sống hơn nhiều. Rất nhiều dạng sống có nguồn gốc từ thế giới mới cũng sẽ gây khó khăn cho các thuộc địa của người chơi. Giun cắt khổng lồ, bào tử bệnh dịch hạch chết người và một loại nấm nhiễm trùng có tên là creep có thể khiến kế hoạch sinh tồn bị gián đoạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, không chỉ động vật hoang dã mới gây ra rắc rối, việc định cư ở một thế giới mới có thể gây căng thẳng. Là một thống đốc thuộc địa mới, bạn sẽ cần phải làm việc ngoài giờ để giúp những người thuộc địa của bạn đối phó với môi trường mới của họ. Sử dụng 12 chế độ lớp phủ riêng biệt, bạn có thể quản lý cây trồng, công dân, hạnh phúc, tội phạm, hàng không, điện, việc làm, tài nguyên, đi lại, công trình, máy bay không người lái và nước của thuộc địa. Kiếm được sự tôn trọng của những người thuộc địa của bạn và thăng cấp từ thống đốc thuộc địa lên chủ tịch viễn chinh. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.